Baby bus. Trung tâm mua sắm. Có tất cả các loại cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Wow, có một cửa hàng đồ chơi mới kìa. Rất nhiều đồ chơi hấp dẫn ở cửa hàng đồ chơi. Xin mời. Đây là quầy thu ngân. Bạn đặt thanh toán các món hàng mình chọn và gói chúng lại. Đây là khu đồ chơi. Bạn có thể xếp các khối ghép hình hoặc chơi đồ hàng. Đây là khu vực vui chơi. Có nhiều bóng quá. Hãy bắt đầu khám phá thế giới đồ chơi. Cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Để mua những bộ quần áo xinh đẹp tại cửa hàng quần áo. Xin mời. Đây là quầy thu ngân, nơi bạn có thể thanh toán và nhờ đóng gói sản phẩm. Đây là giá treo quần áo, trưng bày nhiều trang phục đẹp. Đây là phòng thử đồ, nơi khách hàng có thể thử quần áo. Bắt đầu chọn trang phục cho mình nào. Muốn đến cửa hàng nào ngày hôm nay?
có thể thưởng thức món ngon tại nhà hàng. Xin mời. Đây là khu vực ăn uống, nơi khách hàng có thể dùng bữa và thưởng thức những màn biểu diễn tuyệt vời. Đây là khu vực bếp, nơi các đầu bếp chế biến những món ăn ngon. Nào, hãy bắt đầu dùng bữa nhé! Có tất cả các loại cửa hàng trong trung tâm mua sắm. Bạn muốn đến cửa hàng nào ngày hôm nay? Rất nhiều đồ chơi hấp dẫn ở cửa hàng đồ chơi. Xin mời.